Một trong số những cái câu hỏi mà chúng ta thường hay nghe tới đó là về việc là sở thích của mình là như thế nào. Và có rất là nhiều bạn khi mà trải ra cái câu hỏi này thì các bạn thường sẽ bị lúng túng. Có những bạn đã có những cái sở thích riêng cho bản thân mình, ví dụ như là về việc là làm xe đạp, làm thể dục nè, hay là đọc sách nè, hay là đi du lịch nè, vân vân và vân vân. Thì những bạn này sẽ có những cái câu trả lời riêng cho chính bản thân của các bạn, bởi vì các bạn đã có cái sự trải nghiệm, các bạn đã có sự tiếp xúc rồi á, thì cái việc mà chúng ta đưa ra cái câu trả lời á, đâu đó cũng khá là dễ. Nhưng đối với những bạn nào mà đặc biệt là những bạn nhỏ đi ha, các bạn đang học trung học cơ sở, trung học phổ thông, chúng ta chưa có một cái câu trả lời cụ thể, bởi vì chúng ta sáng đi học, tối về nhà ăn cơm, tắm rửa, học bài rồi đi ngủ, cả ngày như vậy nó cứ quay vòng như vậy, thành ra là đôi khi các bạn không biết được sở thích của các bạn là gì. Và nhiều khi các bạn suy nghĩ một hồi lâu, ví dụ là sở thích đọc truyện tranh đi, rồi thôi, hỏi thêm thì các bạn không biết phải trả lời như thế nào. Thì video ngày hôm nay là để hỗ trợ cho các bạn, đặc biệt là trong những cái câu hỏi What's your hobby? Tưởng dễ mà lại rất là khó. Nào hãy cùng nhau vào video thôi. Rồi, thì một lời khuyên cho các bạn đó là nếu như những bạn nào hiện tại bây giờ đang còn học sinh ha, hoặc là sinh viên, đặc biệt là sinh viên, bởi vì các bạn sinh viên năm nhất, năm hai nhiều khi á, là chúng ta vẫn theo cái guồng cũ, tức là khi vào đại học rồi thì chúng ta sáng đi học, tối về nhà, cùng lắm đi làm thêm, rồi sau đó về nhà ăn cơm, tắm rửa, ngủ. Thì nhiều khi nó lại làm cho các bạn tự nhốt các bạn trong một cái hộp. Mà tới lúc mà người ta hỏi về những cái điểm đặc biệt của các bạn hay là những cái sở thích hay là cái gì đó thì các bạn lại không trả lời được. Chúng ta có bạn bè xung quanh đúng không nào? Chúng ta nên thử kết thân với những người bạn bè nào mà thực sự chúng ta cảm thấy hợp tính. Rồi thì đã là bạn bè thì chắc chắn là sẽ hợp tính nhau rồi đúng không? Thì khi đó, khi mà các bạn làm quen với nhau rồi á thì các bạn có thể thử tham gia vào trong những cái hoạt động của các bạn bè của mình xem. Đôi khi nhiều khi các bạn lại thích. Ví dụ như là bình thường trước giờ mình không thích tập thể dục, mình cũng không thích chơi cầu lông đi ha, nhưng mà rồi tự nhiên cái mình gặp một cái người bạn và bạn này tính cách cũng khá giống mình nè, bạn rất thích coi những cái bộ phim giống mình nè, và đặc biệt á là tự nhiên ngày thứ bảy chủ nhật bạn này lúc nào cũng dành ra khoảng tầm 2 tiếng để mà tập đánh cầu lông, thì mình có thể mình thử tham gia xem thử như thế nào. Có những cái sở thích nó khá là tốn kém, ví dụ là thích mua sắm shopping nè, hay là thích đi du lịch xa vân vân, thì cái đó nhiều khi nó nằm ngoài tầm với của mình. Nhưng có những cái sở thích nó rất là đơn giản thôi, ví dụ như là thích đi du lịch ngắn ngày, có thể đi bằng xe máy nè, hoặc là thích đọc sách, đọc truyện. Chúng ta ngoài việc mua ra chúng ta cũng có thể thuê mà đúng không nè, hay là thích học tiếng Anh, hay là thích giao tiếp với lại là những người bạn bè là người quốc tế, ví dụ như thế. Thì chúng ta sẽ có những cái sở thích đó thì chúng ta nên thử. Bởi vì cái độ tuổi mà từ 18 cho tới 25 tuổi là các bạn thời gian mà các bạn có thể tự phát triển, các bạn đặc biệt là về cái kiến thức, kỹ năng về xã hội của các bạn á, là cái khoảng thời gian mà để các bạn ra khỏi cái ghế nhà trường và các bạn học hỏi, học tập thêm. Thì các bạn xây dựng nên tính cách của các bạn nó cũng dựa trên điều này. Và sau khoảng tầm 30-35 tuổi, khi đó các bạn phải tập trung vào công việc rồi, cho gia đình của các bạn rồi, thì nhiều khi chúng ta lại không có cái thời gian để chăm lo cho cái sở thích của chúng ta nữa. Và nhiều khi tới lúc mà chúng ta trải nghiệm ra được những thứ thật sự thú vị thì chúng ta lại không còn thời gian nữa. Ví dụ như chúng ta cảm thấy là ôi thích đi du lịch quá, nhưng mà tới lúc này thì các bạn đã ở một cái vị trí nào đó ở trong công ty là chúng ta không thể nào bỏ việc để mà chúng ta đi được đúng không nào. Thế là chúng ta vẫn còn thời gian để mà trải nghiệm, chúng ta nên trải nghiệm, đồng thời xây dựng thêm những cái sở thích của chúng ta ha. Còn về những cái trường hợp mà những cái câu hỏi đó thì những cái câu trả lời thường gặp nha, đó là ngủ nè, ăn nè, hay thậm chí là chơi game nè. Đó là ba cái câu trả lời mà thường các bạn trẻ hay dùng nhất. Thì đối với những cái câu trả lời mà thiên về sở thích á, thì các bạn thường sẽ chọn là những cái gì đó nó thực sự là mình hay làm. Ngủ chắc chắn là ai cũng thích ngủ đúng không? Nhưng mà để làm sao để mà cho nó trở thành một cái sở thích á, thì cái sở thích của chúng ta nó phải thực sự nó xây dựng được một cái gì đó cho chính bản thân của các bạn, chứ không phải là chỉ đơn giản là chúng ta thích ngủ là xong. Ví dụ như ai đó trả lời mình là bạn thích làm gì? Tôi thích ngủ. Ngủ là làm gì thì ai cũng biết rồi đúng không nè, nhắm mắt là xong á. Nhưng mà để mà có thể nói thêm được điều đó, đặc biệt là trong những cái phần mà các bạn, ví dụ như các bạn đang làm một cái bài test về speaking đi ha, và các bạn chỉ trả lời đơn giản một chữ ngủ thôi á, thì giám khảo sẽ không đánh giá cao. Đặc biệt là ví dụ như thêm một cái khác nữa đi, ví dụ như bạn đang trong một cái cuộc phỏng vấn xin việc đi, hoặc là bạn đang nói chuyện với một người nào đó, một người bạn nước ngoài vân vân,
thì người ta muốn tìm hiểu về bạn, người ta có thể hỏi thêm về bạn, về cái sở thích của bản thân bạn, đúng không nào? Và chúng ta chỉ trả lời đơn giản một chữ ngủ ấy, thì có phải là nó hơi cục lủng đúng không? Và nó làm cho cái cuộc trò chuyện của chúng ta đi vào trong cái lối mòn rồi. Chúng ta tự đánh mất đi cái cơ hội của chúng ta trong cái công việc đó. Ví dụ như thế. Thì có một cách để mà giúp cho các bạn trả lời, đó là các bạn sẽ làm rộng ra một chút xíu. Chúng ta hãy suy nghĩ về những cái tích cực và những cái giá trị mà cái sở thích đó nó mang lại cho bản thân. Ví dụ nha, với bản thân, với cá nhân mình rất là thích ngủ. Bởi vì một ngày có 24 giờ và 8 tiếng đó mà mình ngủ đó, là cái khoảng thời gian mà mình reset lại hết tất cả, giống như là mình cắm sạc cho cái sạc điện thoại của mình vậy đó, để cho một cái điện thoại nó có thể mà hoạt động bền bỉ trong suốt một ngày, thì buổi tối đó nó phải sạc đầy pin. Thì cái việc mà mình làm việc á, mình làm công việc của mình mỗi ngày nè, hay là mình tiếp xúc với bạn bè, hay là mình hoạt động, mình giao lưu, mình luôn luôn làm với 100% toàn bộ những cái sức lực của mình, thì cái ngủ là một cái sở thích. Bởi vì khi ngủ mình cảm thấy thực sự thư giãn và mình recharge lại hết cả những cái năng lượng mà mình đang cần, và mình sẵn sàng mình nạp năng lượng đầy đủ cho ngày hôm sau, hoặc là thậm chí là cho suốt cả một tuần đó. Chỉ cần mình ngủ đủ, mình có thể làm được hết tất cả mọi việc. Đó là cái sở thích của mình, và đó là cái sở thích mà nó mang lại những cái giá trị tốt cho bản thân, đặc biệt là với sức khỏe của mình. Hay có một số bạn khác thì chúng ta nói là chúng ta thích ăn, đúng không nào? Thì cái việc ăn á, thay vì chúng ta chỉ đơn giản là chúng ta dùng cái chữ ăn thôi, chúng ta có thể thay đổi nó một chút xíu, dùng một cái mỹ từ nào đó, ví dụ như là trải nghiệm ẩm thực chẳng hạn, đúng nè. Cái việc ăn này nó không phải chỉ đơn giản là bỏ thức ăn vào miệng, mà chúng ta cảm nhận được cái hương vị, chúng ta thử tìm hiểu và chúng ta học hỏi thêm những cái cách chế biến của những món ăn khác nhau. Cũng là một món bún bò, nhưng mà cái quán bún bò ở quận nhất nó sẽ khác với là bún bò ở quận 5, ví dụ như vậy. Và cái cách nấu bún bò của mỗi quán cũng sẽ khác nhau, hay là thậm chí là phở Hà Nội và phở Sài Gòn cũng khác nhau, đúng không nào? Thì cái việc mà chúng ta trải nghiệm đó, đồng thời là chúng ta biết được thêm nhiều món ăn ngon, chúng ta có thể giới thiệu được cho bạn bè, chúng ta có thể giới thiệu được cho những cái người bạn bè của chúng ta đang ở quốc tế nè, và thậm chí là bản thân mình cũng có được những cái sự chọn lựa một cách thực sự kỹ lưỡng. Bởi vì bạn có thể nói là bạn là một trong số những cái người đáng tin cậy trong nhóm bạn. Bởi vì khi mà các bạn bè của mình đi ăn ở đâu thì đều hỏi tới mình, thì mình đã có cái sự trải nghiệm qua những cái món ăn, qua những cái quán ăn ngon, cái cách phục vụ như thế nào rồi đó, thì mình giật gợi ý cho họ, và hầu hết tất cả những cái gợi ý của mình là đều là đúng và đều là mang lại cái giá trị tốt cho những cái buổi tiệc sinh nhật vân 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 vân. Đó là cách mà chúng ta trả lời. Bởi vì đừng có trả lời một chữ, đừng trả lời ngắn gọn cục lủng theo dạng ngắn gọn là tốt, nhưng phải thực sự chất lượng. Và nếu như mà các bạn có những cái câu trả lời mà nó mang cái tính mà nó dễ gây ra cho người khác có những cái suy nghĩ tiêu cực, ví dụ như là chỉ là về ngủ thôi, thì người ta vừa nghe xong người ta sẽ cảm thấy là bạn này có vẻ gì đó nó hơi làm biếng nha. Ví dụ như là sếp của bạn đi ha, hay là bạn ở trong một cái cuộc phỏng vấn mà bạn trả lời là bạn thích ngủ và bạn không nói gì thêm về điều đó, thì người ta sẽ dễ gợi ra trong đầu những cái suy nghĩ, ví dụ ok, vậy thì sáng đi làm mình liệu không biết là bạn này có ngủ quên hay không, bạn này thích ngủ tới như vậy mà vân vân và vân vân. Và thậm chí là nhiều khi lười á, thì khi mà ai đó nghe những cái câu trả lời, và đặc biệt là khi mà bạn trả lời cục ngủ á, thì người ta cũng nghĩ là trong khái niệm trong đầu là bạn đang lười trả lời họ, vì như thế thì nhiều khi cái điểm của mình nó cũng sẽ không cao, đúng không nào? Rồi quay lại về cái câu trả lời, ví dụ như là ăn xong rồi ha, thì bây giờ tới chơi, ví dụ chơi game đi. Một số bạn á trả lời rất là thành thật, đặc biệt là những bạn nam. Esports hiện tại bây giờ nó đang là một trong số những cái môn gọi là thể thao điện tử á, thì các bạn tham gia rất nhiều và cái cộng đồng chơi esports cũng khá là nhiều. Tuy nhiên á, là khi mà các bạn trả lời, các bạn chỉ trả lời cục lủng về cái phần chơi game á, thì không ai biết được là bạn có đảm bảo được cái chất lượng học tập cũng như là chất lượng công việc của các bạn hay không, đúng không nào? Thì cái cách mà để có thể là giúp cho các bạn tốt nhất á, là các bạn nên nói rộng hơn một chút xíu về những cái lợi ích, bạn cho người ta thấy cái lợi ích, tại vì nó phải thực sự có lợi thì bạn mới thích nó, đúng không nào? Nhiều bạn nói thích vì đam mê, vì thế nào này kia, thì tất nhiên là nó phải mang lại cho các bạn một cái gì đó, cái trải nghiệm gì đó, thì các bạn mới thích và các bạn mới đam mê nó. Và nó ví dụ như nếu bạn chưa nghĩ ra, hay mình có thể gợi ý cho bạn một chút xíu, ví dụ như esports đi, thì nó sẽ giúp cho các bạn có khả năng về tư duy, sắp xếp đội nhóm, về cái communication của các bạn, về cái khả năng mà các bạn giao tiếp với lại bạn bè là người quốc tế, bạn bè là người Việt Nam, cái cách mà các bạn trao đổi, và thậm chí có nhiều bạn nha,
các bạn speaking tốt á, các bạn luyện cái pronunciation á, và nhờ các bạn nói chuyện với người nước ngoài, những cái game thủ người nước ngoài nhiều. Rồi thì còn khá nhiều cái sở thích khác nhau nữa. Thì quan trọng là cái cách mà các bạn xây dựng cái nội dung trong cái câu trả lời của các bạn đó là gì, và đồng thời là trong cái cách mà các bạn trả lời thì cố gắng là đừng có để cho cái câu trả lời của các bạn đi vào ngõ cụt, đưa cho người ta nghe và cảm nhận được vừa đủ ý để cho người ta biết rằng là ok, bạn thích cái này là vì một cái lý do gì đó, và thật sự là cái người nghe cũng có thể là tham gia vào và trải nghiệm vào cái sở thích của bạn đó, thì tạo ra cho người ta cảm thấy hứng thú chứ không phải là chỉ đơn giản là ngồi nhà, ngồi trong góc tường, ngồi nhìn ra đường vân vân không. Mọi người, nếu như các bạn hiện tại bây giờ mà các bạn cũng chưa có được những cái sở thích đó, thì các bạn nên trải nghiệm xem. Nếu mà chúng ta vẫn còn trẻ ha, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, thì chúng ta nên thử trải nghiệm xem, miễn là nó không gây ảnh hưởng tới sức khỏe của các bạn, miễn nó không có phải là những cái nó không tốt về đạo đức hay là về pháp luật, thì các bạn nên thử. Đừng đua xe nha, đừng có thử mấy cái mà nó có liên quan tới chất kích thích này nọ, không, cái đó không nên. Nhưng mà chúng ta sẽ có những cái sở thích khác lành mạnh hơn, ví dụ chơi thể thao nè, rồi đọc sách báo nè, hay là thậm chí là nuôi thú cưng cũng là một trong số những cái sở thích mà mình nghe các bạn nói khá nhiều. Trong cái việc mà các bạn chăm sóc cho thú cưng đó, nó cũng là lúc mà các bạn có trách nhiệm trong cái gì đó, và khi mà các bạn có trách nhiệm cho nó thì bạn cũng sẽ có trách nhiệm cho những cái việc khác. Bản thân là khi mà các bạn chăm sóc tốt cho thú cưng, tức là các bạn đã chăm sóc tốt cho các bạn rồi, rồi các bạn mới chăm sóc cho các bé được, đúng không nào? Đó là khi mà các bạn show ra cho người nghe, cho giám khảo, cho cái người mà muốn tìm hiểu về các bạn á, thấy được rằng cái mà các bạn có nó là gì. Quan trọng là các bạn thực sự các bạn tận tâm cho nó, và thậm chí là về cái câu trả lời của các bạn á, các bạn xây dựng một cái câu trả lời nó thực sự cuốn hút á, thì nó sẽ gây ra cho người ta một cái ấn tượng tốt với các bạn sau này. Rồi, đó là một số gợi ý của mình thôi cho cái việc là các bạn trả lời cho những cái câu hỏi về liên quan tới sở thích như thế nào, đặc biệt là đối với những bạn nào hiện tại bây giờ chưa có một cái sở thích gì gọi là cụ thể á, các bạn có thể là trải nghiệm thêm, hoặc là những bạn nào hiện tại bây giờ đang có những cái group chơi những cái môn thể thao điện tử e-sport, hay là chơi những cái môn thể thao về vận động ví như là cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền vân vân, các bạn có thể để lại những cái gợi ý đó để cho rủ thêm những cái đồng đội của chúng ta ha, chúng ta cùng nhau tạo ra một cái cộng đồng thật là khỏe mạnh, và chúng ta share những cái sự đam mê, những cái nhiệt huyết và những cái sở thích của chúng ta cho nhau. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều ha.